Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Đồng Nai quê tôi. Hiện nay tôi đang có mặt trên đường Nguyễn Ái Quốc. Và lúc này là 11 giờ trưa. Sẽ quay cập nhật tình hình con đường Nguyễn Ái Quốc. Con đường được mệnh danh là con đường hoa trong dịp Tết. Đường Nguyễn Ái Quốc lúc này thì các bạn có thể nhìn thấy là họ bày bán hoa rất là nhiều, đặc biệt là khu vực từ chân cầu Hóa An đi xuống tới khu Bồn Nước ngay chỗ quảng trường. Đây, quý vị các bạn có thể nhìn thấy được rất là nhiều khu bán hoa họ bày ra dọc ngoài đường luôn quý vị. Ngày hôm nay ngày 28 âm lịch. Những chiếc xe chở gà rất là nhiều quý vị. Tết thì lượng thịt gà, thịt heo rất là nhiều. Đường tôi đang di chuyển hướng đi về quảng trường tỉnh. Đây có những shop họ bán hoa, cây cảnh rất là nhiều. Khu này đường rất là đẹp quý vị. Đường Nguyễn Ái Quốc là một trong số những con đường đẹp nhất tại địa bàn thành phố Biên Hòa. Đường rất là thoáng và rộng. Hôm nay thì lượng hoa đã đổ về hết, hầu như là về hết ngày hôm nay. Và họ sẽ bán đến ngày 30 Tết. Khu này bán hoa cúc cũng như là hoa mai rất là nhiều. Hoa mai năm nay theo tôi đánh giá là rất là đẹp quý vị. Tại Việt Nam vào dịp Tết họ bán dưa hấu khắc, cái này họ khắc bằng máy. Ngoài ra thì có một số nơi họ khắc bằng tay. Khu vực ở đây là rực rỡ sắc hoa. Phía bên tay trái màn hình của các bạn là khu MM Mega Market và khu cái này là Bưu điện tỉnh Đồng Nai. Đây quý vị các bạn nhìn thấy hoa mai này, rất là đẹp luôn. Họ tận dụng những khu chỗ này để bán hoa. Về với lại Tết miền Nam, về với lại Tết của miền Nam chúng ta thì hoa mai là đặc trưng, còn nếu chúng ta đi ngoài Bắc thì là hoa đào. Chúng ta đang di chuyển là hướng đi ra khu quảng trường tỉnh.
Đây là khu bán các đồ sành sứ, chậu. Lượng xe di chuyển đi lại trong những ngày này rất là đông quý vị. Đi khoảng một đoạn nữa thì chúng ta sẽ ghé đến khu vực bán lan, được xem là bán lan nhiều nhất tại khu vực địa bàn thành phố Biên Hòa. Đây, khu vực chỗ này là quý vị, là một khu vực bán hoa lan hàng năm rất là đẹp và rất là hoành tráng. Ngay góc ngã tư chỗ này là khu bán hoa lan nhiều nhất, những bông hoa sắc pháo, địa lan. Ở đây chúng ta lạc vào một rừng lan. Cái chậu nhỏ nhỏ đó bao nhiêu tiền đó anh? Triệu 6 hả? Đẹp. Có cái nhụy màu đỏ không? Có loại mà đó mà nhụy màu đỏ không? Để đi một vòng đó anh. Ở khu vực tôi đang di chuyển vào đường 30 tháng 4. Ngày hôm nay thì thời tiết hơi nắng quý vị. Đi một đoạn nữa thì chúng ta sẽ đến công viên Biên Hùng. Công viên Biên Hùng hiện nay cũng đang là tu sửa và hóng rộng ra, nên chúng ta nhìn công viên Biên Hùng hiện nay rất là khác quý vị. Đây quý vị các bạn có thể nhìn thấy là khu vực công viên Biên Hùng hiện nay làm những cái bãi giữ xe rất là lớn, vì sắp tới đây sẽ khánh thành khu trung tâm thương mại Tín Nghĩa Plaza phía đối diện công viên Biên Hùng. Đây sẽ là nơi gửi xe. Đây khu vực trung tâm thương mại Tín Nghĩa Plaza là quý vị. Ở đây là công viên Biên Hùng. Đây có hai con mèo nè. Buổi tối thì cái chỗ chữ 2023 này nó lên đèn rất là đẹp.
Đây là cái đồng hồ Vinh Hùng, tối ở đây cũng lên đèn. Và đến đây tôi xin phép dừng video ở đây. Hẹn gặp lại tất cả quý các bạn ở những video tiếp theo. Nếu quý các bạn yêu mến kênh Đồng Nai quê tôi, quý các bạn có thể ấn vào nút đăng ký, subscribe. Đặc biệt nhớ ấn chuông để nhận được những video tiếp theo mới nhất từ kênh Đồng Nai quê tôi. Còn bây giờ tôi xin chào và hẹn gặp lại.